Ok, thì hôm nay sẽ nói về một cái vấn đề nó cũng hơi đạo lý xíu nhưng mà mình nghĩ là cũng sẽ có nhiều bạn quan tâm. Đó là khi mà chúng ta chơi cái bộ môn này mà chúng ta cảm thấy nản thì chúng ta nên làm cái gì? Thực ra là cái vấn đề về nản ở một cái bộ môn nghệ thuật thì nó cũng là một cái chuyện hết sức bình thường thôi. Và bản thân mình thì ngày xưa thì cũng đã có rất là nhiều lần mình cảm thấy nản. Vậy thì mình đã làm cái điều gì để mình vượt qua cái chuyện đó? Thì mỗi người sẽ có một cái lý do khác nhau. Trong cái cuộc sống thì nó sẽ có rất là nhiều yếu tố để làm cho chúng ta bị nản chí trong một cái việc nào đó. Nhưng mà chung quy lại thì mình cảm thấy là có ba yếu tố mà mình nghĩ là có nhiều bạn hỏi mình nhất và bản thân mình cũng đã từng trải qua. Cái yếu tố đầu tiên đó là các bạn không biết là các bạn nên tập cái gì. Đó là các bạn chơi đến một lúc nào đó các bạn sẽ cảm thấy là bản thân các bạn là không có biết là nên làm cái gì tiếp. Và cảm thấy là mỗi ngày thì cái trình của bản thân nó đều ở cái mức đó, nó không có lên được mà cũng không có biết là phải làm cái gì. Thì đây là một cái hiện tượng nó rất là bình thường thôi, nhất là với những bạn mới chơi. Tại vì các bạn chưa có biết được là cái bộ môn này là nó có cái chiều sâu như nào, các bạn chưa có biết là có bao nhiêu cái kỹ thuật trong bộ môn này, cũng như là cái cách mà chúng ta sử dụng cái kỹ thuật đó nó ra làm sao để cho nó tiến bộ nhanh. Thì theo cái kinh nghiệm cá nhân của mình là ngày xưa là nếu mà bị rơi vào cái tình huống này thì thường là mình sẽ lên mình xem những cái video nước ngoài và mình có thể là mình đi xem học lỏm những cái video mà hướng dẫn liên case để mà mình có một cái gợi ý cho mình, gợi ý cho bản thân mình. Mình chỉ cần xem cỡ tầm 5 cái video hướng dẫn như vậy và mình biến tấu nó đi là mình đã có thêm một đống những cái liên case mới. Đó, từ những cái liên case đó thì vô tình thì mình cũng sẽ học được thêm những cái kỹ thuật mà mình chưa biết. Ví dụ như là người trong cái video đó người ta nhắc tới một cái kỹ thuật nào đó mà mình cảm thấy là mình chưa biết cái kỹ thuật này. Đó thì mình có thể tìm những cái video hướng dẫn về kỹ thuật đó. Hoặc là mình có thể là học thêm những cái gọi là cách mà chúng ta sử dụng những cái kỹ thuật đó như là làm sao. Mình có thể xem những cái người ta ứng dụng để mà mình học theo. Cái cách thứ hai đó là nếu mà các bạn kiểu các bạn biết là các bạn cần phải làm cái gì rồi nhưng mà các bạn kiểu như là cảm thấy trong người là không muốn làm những cái đó, các bạn cảm thấy là nó không có hứng thú để mà làm tiếp nữa, thì các bạn có thể là thử là mình đưa những cái yếu tố giải trí vào, kiểu như là bình thường ngày trước là các bạn tập rất là nghiêm túc nhưng mà bây giờ mình thử mình đưa vào những cái yếu tố giải trí, ví dụ như là các bạn có thể quay clip sử dụng những cái mà các bạn biết, ghép nhạc vào cho nó vui kiểu như vậy, là các bạn có thể là tham gia một cái mạng xã hội khác ví dụ như là Twitter hay là TikTok, các bạn đăng lên đó, các bạn có thể quay lại những cái đoạn video nó cũng bình thường sử dụng những cái link case cũ thôi, các bạn đăng lên thì tương tác qua lại giữa những cái người người ta chơi trên đó thì các bạn sẽ cảm thấy là nó có hứng thú hơn đó. Và một cái cách thứ ba đó là các bạn sẽ ngưng lại, không có tập gì cả, không có đụng tới Facebook nữa trong một khoảng thời gian nhất định, ví dụ như là 1 tuần hoặc là 1 tháng đó, để cho cái bản thân của chúng ta là quên đi những cái cảm giác khi mà chúng ta quay những cái link case. Tại vì các bạn quay thường là các bạn sẽ dùng một số những cái link case nhất định thì lâu dần các bạn sẽ cảm thấy bị nhàm đó, thì chúng ta ngưng lại như vậy là để cho bản thân chúng ta là quên đi những cái thói quen đó, và chúng ta khi mà chúng ta chơi lại thì chúng ta đôi khi là sẽ có những cái ý tưởng mới, những cái cảm giác mới khi mà chúng ta quay những cái link case cũ. Rồi chúng ta có thể biến đổi nó đi, khác đi một xíu hoặc là khác đi nhiều gì đó tùy vào các bạn. Cái yếu tố thứ hai đó là về chúng ta lắng nghe những cái ý kiến của những cái người xung quanh mà chúng ta cảm thấy nản. Ví dụ như là những cái ý kiến là nói là cái bộ môn này nó không có được hay ho và là nó như thế nào đó, nó không có được tốt. Đó, thường là những cái ý kiến đó nó sẽ tới từ bạn bè hoặc là người trong gia đình, cha mẹ gì của các bạn. Đó, và người ta nói là trò này nó vô bổ kiểu vậy. Thì mình gặp cái tình huống này rất là nhiều. Đó thì
thông thường nếu mà các bạn đã lỡ mà các bạn đi hỏi người ta là cảm nhận của người ta như thế nào về cái bộ môn này thì cái đó thì chịu thôi, tại vì người ta cũng chỉ là nói lên những cái suy nghĩ của người ta thôi. Thì thường là mình sẽ nói là cứ kệ người ta đi, người ta đã nghĩ vậy rồi thì mình không thể nào thay đổi được. Nhưng mà cái cách mà mình làm đó là mình không bao giờ mình đi hỏi người khác cảm giác của người ta, cảm nghĩ của người ta như thế nào về cái bộ môn này. Tại vì mỗi người là mỗi suy nghĩ, mình chỉ việc chơi thôi. Nếu họ thực sự mà quan tâm thì họ sẽ chủ động họ kiếm mình, chứ mình không có cần mà mình phải đi lại mình hỏi người ta. Đó, có nhiều bạn là kiểu cũng muốn là show cho người khác thấy được cái niềm đam mê của bản thân, kiểu như là chủ động tới rủ người ta chơi hay là chủ động tới hỏi người ta cái suy nghĩ của họ. Thì mình cảm thấy là cái đó nó không có cần thiết, tại vì là khi mà mình chơi người ta, cảm thấy người ta hứng thú, người ta sẽ tự người ta hỏi thôi. Đó, và cái chuyện mà mình hỏi người ta như vậy thì đôi khi là họ bạn thân của mình, và đôi khi là họ không có biết cách diễn đạt, mà họ vô tình là sẽ gây nên những cái ý kiến, những cái cảm giác là nó không có được thoải mái. Đó, thì cho nên là tốt nhất là các bạn cứ chơi đi, đừng có hỏi. Mình đam mê mà, mình đam mê thì mình cứ giữ, mình chơi thôi. Người ta quan tâm thì người ta sẽ chủ động hỏi mình. Cái lý do thứ ba đó là về việc sắp xếp thời gian. Các bạn có quá nhiều vấn đề trong cuộc sống, ví dụ như là học tập, công việc, đi làm thêm, có bạn thì làm thêm, hoặc là có bạn thì có chơi thể thao, là có những cái thú vui khác nó hay hơn. Đó, nó làm các bạn cảm thấy là chơi cái trò này nó khá là áp lực, và các bạn không có giờ để mà các bạn đeo theo nó được. Đó, cho nên là các bạn muốn là bỏ. Thì khi mà rơi vào cái tình huống như vậy thì các bạn phải tự hỏi bản thân các bạn là có thực sự là thích cái trò này không. Thực ra thì cái này, một khi chúng ta đã muốn bỏ một cái gì đó thì rất là khó để có thể khuyên, rất là khó có thể nói là kiểu mày đừng bỏ, mày cố gắng mày chơi đi. Thì nó sẽ thường là người ta sẽ bỏ thôi. Một khi người ta đã muốn bỏ, người ta sẽ luôn có cái lý do để bỏ. Đó, cho nên là khi mà rơi vào cái tình huống như vậy thì tốt nhất là các bạn nên tự hỏi bản thân là có thực sự thích cái bộ môn này không. Khi mà chúng ta đã thích một cái gì đó thì chúng ta sẽ luôn có thời gian cho nó. Thực sự thì chơi cái bộ môn này nó cũng không có áp lực như là các bạn nghĩ đâu. Tại vì một số bạn là kiểu đặt nặng cái chuyện mà chúng ta giỏi lên trên hết. Các bạn thấy người ta tham gia vào những cái clip lớn thì các bạn cũng muốn là được như vậy, hoặc là battle thắng người này người kia thì các bạn cũng muốn như vậy. Kiểu các bạn đam mê là cái chuyện mà thành tích, đặt nặng cái chuyện mà chúng ta giỏi lên cao quá. Thì cái trò này nó cũng chỉ là một cái bộ môn nghệ thuật thôi. Và mình thì mình không có theo cái quan điểm là phải giỏi thì mới là có chỗ đứng trong cái bộ môn này. Đối với mình nó cũng chỉ là một bộ môn nghệ thuật, và nó là cái niềm đam mê của mình thôi. Đó, cho nên là các bạn nếu mà không có thời gian thì các bạn có thể coi như nó là một cái thú vui giải trí cuối ngày. Ban ngày các bạn cứ dành thời gian cho những cái vấn đề khác. Ban đêm thì trước khi ngủ các bạn có thể dành 10 phút hoặc là nửa tiếng các bạn chơi cái bộ môn này. Các bạn tự chơi hoặc là các bạn có thể là quay những cái đoạn video ngắn, các bạn đăng lên những cái mạng xã hội thì người ta xem, người ta like này kia thì các bạn cũng cảm thấy vui. Đó, hoặc là các bạn lên các bạn trao đổi với những cái nhóm về những cái vấn đề hôm nay là có những cái vấn đề gì mà chia sẻ cho nhau. Đó thì nó cũng là vui rồi. Đó, như vậy là nó cũng là gọi là chơi với cộng đồng, với anh em trong cái bộ môn này rồi. Rồi cuối tuần thì các bạn có nhiều thời gian hơn thì các bạn có thể dành nhiều thời gian hơn cho cái trò này, kiểu như vậy. Nếu tuần này không rảnh thì tuần sau các bạn có thể chơi. Đó, thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có cái gì mà áp lực quá về cái deadline là cái gì giống như đi làm đi học đâu. Đó, thì như vậy thì cái quan điểm của mình là như vậy. Thì đó là ba cái lý do mà mình cảm thấy là khiến cho nhiều bạn là từ bỏ cái bộ môn này, và đó là những cái chia sẻ của mình về những cái cách giải quyết. Thì đôi khi là nó sẽ không có phù hợp với tất cả mọi người, tại vì mỗi người là sẽ có những cái vấn đề tình huống nó khác nhau. Không phải là 100% các bạn bê vào là các bạn sẽ xử lý được, mà các bạn phải xem cái vấn đề
của bản thân các bạn nó là như thế nào để mà lựa ra cái phương án cho nó hợp lý. Và ok, thì đó là những cái chia sẻ của mình, và cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Thì hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Nếu cảm thấy hay nhớ like, share và subscribe để ủng hộ kênh. Ok.